nấu lẩu, cho nên là gian bếp hôm nay có rất là nhiều loại rau và đặc biệt là nhiều nấm nữa. Em xin chào cô. Chào Hoài Hương. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, đầu bếp Hồng Hoa là giảng viên của trường dạy nghề ẩm thực Nestay. Ngày hôm nay cô sẽ là người hướng dẫn chúng ta thực hiện món lẩu thái chay. À cô ơi, bây giờ để làm lẩu thái chay thì mình sẽ đi chợ mua những gì cô? À, rất là nhiều nguyên liệu ha. Yeah. Tất nhiên thì nó cũng rất là đa dạng với vị tùy từng vùng miền. Còn cái đầu tiên á, của lẩu thái chay là không thể thiếu nước dùng. Nước dùng, dạ. Yeah. Hôm nay là nước dùng khác cả nhà. Ở đây em thấy có trái dừa. Mình dùng nước dừa đúng không cô? Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ đưa cái nước dùng vào là bằng làm nước bằng nước dừa. Yeah. Mà tạo bông mít vô rất là thanh. Yeah, rất là dịu, đúng rồi, rất là dịu, rất là dễ ăn ha. Dạ yeah, rồi. Ừ. Thì ngoài nước dùng ra thì cái hương liệu rất là quan trọng nữa nè, riềng và sả. Riềng và sả. Ừ. Để tạo lên cái mùi thơm ha, cho cái mùi lẩu thái thì không thể thiếu hai cái nguyên liệu đó. Dạ yeah, rồi. Rồi. À, hôm nay có một cái rất là đặc trưng nữa, đó là nước sốt lẩu thái của Choli Mách Chay mới ra. Rồi, ngoài ra mình sẽ còn những nguyên liệu nào nữa ạ? À, đó là cho nước dùng ha. Yeah. Còn đi ăn kèm nước dùng là có các loại nấm. Yeah. Còn nấm kim châm này, nấm linh chi, bầu ngư, rồi nấm hương, nấm đường gà. À, rất là nhiều loại nấm. Em thấy ở đây còn có rau kèo nèo. Đúng rồi. Rau muống. Rồi. Còn cái này là rau nhút. Rau nhút. Rau nhút đúng không cô? Rồi. Những cái món mà canh chua hoặc lẩu chua là không thể thiếu rau nhút. Dạ. Và ăn kèm với đó là có đậu hũ non nữa để mình chọc thì ngã đi ha. Yeah. Và bún. Bún. Rồi, ngoài ra mình còn có những cái gia vị nào nữa ạ? Còn đây là có dầu ăn, yeah, nước mắm, muối, đúng rồi, đường và bột canh của Choli Mách. Dạ rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị hoàn tất hết được những cái nguyên liệu và gia vị cần thiết cho món lẩu thái chay. Bây giờ thì Hoài Hương cùng với cô Hồng Hoa sẽ thực hiện ngay món này. Đã, rồi bắt tay vào ha. Dạ. Đầu tiên là mình phải đập sả và riềng. Cần bao nhiêu sả cô? Khoảng 5 cây sả. 5 cây sả. Là phần lẩu này mình sẽ nấu cho mấy người ăn? 6 người ăn. 6 người ăn. Dạ. 1 lít 8 nước. Dạ. Ha. Rồi, bây giờ mình đập xong nguyên liệu này ha. Dạ. Thì mình sẽ bật lửa lên. Xào lên hả cô? Đúng rồi, xào lên. Vậy là cái phần riềng với sả mình cho khá là nhiều phải không cô? Xào cái hương. Khoảng 5 cây sả, 2 cú riềng ha. Dạ. Mình sẽ xào trong bao lâu ạ? Khi nào sả vàng với riềng vàng lên nghe mùi thơm thì là thơm, bắt đầu mình mới đổ nước sốt vô. Dạ. Sau thời gian 2 phút ha. Dạ. Vàng thơm đúng không? Vàng thơm. Là mình cho sốt được chưa cô? Đúng rồi, bây giờ mình giảm lại lửa xuống mình cho sốt ha. Dạ. Dạ đây. Trời, Hoài Hương biết sao mà mình phải xào cái sốt này lên không? Em nghĩ là cho nó thơm hơn, dậy màu hả cô? Đúng rồi, khi mà mình hòa quyện trong cái gia vị này đó, nước sốt lên nó sẽ lẩy lên và cái màu rất là đẹp. Dạ. Rất là thơm nữa ha. Dạ. Vậy là cũng đúng được chút. À, mình cho một nồi lẩu là một chai sốt luôn. Một chai sốt, bởi vì trong này định lượng của nồi lẩu này là 1 lít 0,5. Dạ. Vì mình có luôn cái sữa riềng sả và chút xíu mình còn dùng tương cà, tương ớt của Choli Mách luôn ha. Dạ. Thì mình sẽ có một nồi lẩu thái hoàn hảo cho 6 người ăn. Dạ rồi. Vậy thì cũng rất là dễ nhớ cái định lượng là một nồi lẩu 6 người ăn thì mình dùng một chai sốt lẩu thái của Choli Mách là vừa. Sau đó mình đổ nước dừa ha. Đây nước dừa là cô cho 3 trái dừa mình đổ ở đây rồi. Yeah. Thì mình sẽ đổ nước dừa vô. Bật bếp lên. Mình sẽ tắt bếp lúc này mình đổ sang đây. Yeah, cho vào nước là có dậy màu lên liền luôn. Hay em thấy bắt đầu ra món lẩu thái rồi đó. Chút xíu mình cho một chút xíu tương tương cà và tương ớt vô nữa là màu rất là đẹp. Dạ. Yeah. Rất là trong ha. Thế rồi bây giờ mình sẽ làm gì nữa ạ? Bắt đầu mình sẽ trang trí rau, thì cho ra đĩa.
Mình đã sơ chế xong nấm ha, bây giờ mình sẽ bày nấm một bên, rau một bên. Dạ. Và trong quá trình chờ nước nấu sôi ha. Dạ. Rồi, thành phần cuối cùng là đậu hũ non ha. Dạ. Như vậy là mình đã hoàn thành xong dĩa rau nấm, rất là bắt bắt luôn. Bây giờ mình quay sang cái nồi nước dùng của mình ha. Dạ. Hoài Hương nghe mùi thơm chưa? Dạ, rất là thơm, màu thì rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị. Bây giờ nêm gia vị, trước tiên mình sẽ nêm tương cà, tương ớt trước ha. Dạ. Khoảng hơn một thìa canh ha. Còn tương ớt trong này mình tạo vị cay. Dạ. Mình cho khoảng một thìa cà phê bột canh ha. Dạ. Và một thìa cà phê muối ha. Mình nêm nếm rất là vừa ăn rồi. Dạ. Giờ mình sẽ vớt cái này ra ha. Cái nồi lẩu thải của mình ra là nó trong. Dạ. Mình sẽ vớt hết. Đúng rồi, vớt hết tất cả riềng xả ra ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ cắt cà chua, lấy cà chua còn lại ha. Mình sẽ cắt vào nồi. Bỏ vào trong nồi luôn hả cô? Trong nồi lẩu ha, để chuẩn bị mình đưa ra. Rồi đến lúc này mình sẽ dùng ba rô. Dạ. Này giờ cô dậu bí quyết ha, cái lá chanh. Dạ. Lá chanh là vì loại hương nên mình phải bỏ sau cùng. Dạ. Khi đưa ra là các bạn bật nồi lẩu lên nghe mùi tỏa ngất ra là chanh rồi là các cái mùi hoa quyện vào ha, để rất là kích thích cái khẩu vị của mình. Dạ. Đúng rồi, để cô Hương biết sao không, trước khi cho đó Hương bóp nhẹ một chút xíu. Mình thả vô, mình đẩy lửa lên một chút xíu là tắt. Hoàn tất ha, bây giờ mình ra nồi lẩu. Dạ. Chắc là em sẽ cho một đậu hũ nè. Dạ. Rồi nấm đông cô. Thêm một tí nấm bào ngư. Một ít rau muống, rồi rau kèo nèo nữa thì nó mới đúng điệu. Rồi em sẽ dùng thử nha cô. Trước tiên thì Hoài Hương sẽ thử cái nước lẩu trước. Món này rất là ngon. Hồi nãy em có giới thiệu với khán giả là nếu mà trong những ngày mưa của Sài Gòn mà dùng món này thì rất là ấm người, rất là ngon. Bên cạnh đó thì món này cũng rất là thơm, cái mùi lá chanh là đặc trưng nha cô. Đã nói cái món gì mà có liên quan đến chữ Thái là phải có lá chanh nó mới thơm. Thêm vào đó là đậu hũ mềm mềm nè, các loại rau rất là phong phú. Món này là một món chay nhưng mà Hoài Hương nghĩ là nó cũng rất là hấp dẫn. Chúng ta có thể ứng dụng trong những bữa tiệc nè, những buổi gặp gỡ cuối tuần, hoặc đơn giản nếu mà bữa cơm gia đình mình cảm thấy là muốn thay đổi một tí xíu cho các thành viên thì mình có thể thay cơm bằng lẩu cũng được. Mà Hoài Hương nghĩ đây cũng là cái nhu cầu của rất là nhiều người hiện nay, khi mà họ rất là muốn ăn chay để mà tốt cho sức khỏe nhưng lại không biết là cái công thức nấu món chay như thế nào. Thì quý vị đừng quên theo dõi chương trình Khám phá bếp Việt của chúng tôi. Bên cạnh rất là nhiều những cái món ăn mặn thì chúng tôi cũng sẽ bổ sung thực đơn cho quý vị với những món ăn chay vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Chúc quý vị sẽ thành công với món lẩu thái chay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Đừng quên để lại những ý kiến đóng góp cho chương trình của chúng tôi ngày càng hay và hấp dẫn hơn nữa. Khung giờ phát sóng của chương trình là 16 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Khám phá bếp Việt. Xin được cảm ơn nhãn hàng Cholemet Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Hoài Hương cùng với cô Hồng Hoa xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.